tại câu lạc bộ Hoàng Kim của quận 7. Và một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón Phạm Hữu Thương. Nguyễn Quốc Anh sinh năm 1995, đạt huy chương vàng toàn quốc năm 2015, huy chương bạc toàn quốc từ năm 2016 đến 2019 và đang hoạt động tại câu lạc bộ Hoàng Kim quận 7. Phạm Hữu Thương sinh năm 1997, cao 1m68, với thắng 6 trận và thua 4 trận, hiện tại đang hoạt động tại câu lạc bộ Phú Nhuận. Mới chụp cái trai đẹp của em đó, cái tim em đó. Đâu? Lấy mẹ hả? Trời ơi, là trời, giỏi chết. Đang quay phim cho thằng nào? Chính này quay mới được. Kính thưa quý vị, đây là trận đấu chuyên nghiệp đánh theo thể thức cao quanh, được đánh gối sóng. Round 1. Alo, mời các để cho không khí sôi động hơn thì xin được những tràng vỗ tay từ tất cả quý vị ạ. Cổ động viên của Phạm Hữu Thương đó ạ. Cổ động viên của Nguyễn Quốc Anh đó ạ. Vừa rồi là một hiệp thi đấu đầu tiên đã trải qua. Chúng ta sẽ tiếp tục với hiệp thi đấu thứ hai. Tay sau đâu?
xin được nhắc lại, đây là một trận đấu chuyên nghiệp theo thể thức của cao quanh, được sử dụng gối. Hai võ sĩ đang rất ngang tài ngang sức, chỉ cần sự cổ vũ từ các cậu quý vị ạ.
Xin trân trọng kính mời ông Sa Thiển Sethasit, Chủ tịch Tập đoàn Carabao Thái Lan lên trao cúp và huy chương cho hai vận động viên. Xin một tràng pháo tay thật là lớn để cổ vũ cho hai vận động viên ngày hôm nay ạ. Thưởng 10 triệu đồng.